Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Bảng Hà Mobile. Các bạn thân mến, iPhone 6S và 6S Plus đã được mong chờ ngay từ khi Apple còn chưa tung ra chính thức. Hiện nay thì trên toàn thế giới, doanh số bán iPhone 6S và 6S Plus của Apple đang đạt đến mức kỷ lục. Trên tay mình hiện nay chính là chiếc iPhone 6S màu vàng hồng Rose Gold, phiên bản màu mới của iPhone lần này. Và không để các bạn chờ đợi thêm nữa, mình sẽ đi sâu vào trải nghiệm chiếc điện thoại này ngay bây giờ. Từ trước đến nay thì mình vẫn rất yêu thích màn hình của những chiếc iPhone. Với chiếc iPhone 6S này thì Apple vẫn duy trì kích thước 4.7 inch giống với người anh em iPhone 6. Màn hình có mật độ điểm ảnh 326 ppi, độ phân giải màn hình 1334x750 pixel với công nghệ IPS. Như vậy là không có gì thay đổi so với iPhone 6. Hình ảnh thì khá là đẹp, màu sắc rõ nét, tươi tắn, quả là không hổ danh Apple một tí nào. Tuy nhiên thì cái nổi bật hơn ở iPhone 6S này thì chính là cấu hình của máy. Máy chạy hệ điều hành iOS 9 mới nhất, sở hữu con chip xử lý A9 cực kỳ mạnh mẽ và RAM 2GB, nghĩa là tăng gấp đôi so với RAM của iPhone 6. Và trên tay mình hiện nay chính là phiên bản có bộ nhớ 16GB. iPhone 6S còn có những phiên bản với bộ nhớ cao hơn là 64GB và 128GB. Bây giờ thì mình sẽ thử chơi một vài game đòi hỏi cấu hình mạnh mẽ nhé. Giờ thì mình sẽ chơi thử game Temple Run nhé. Và đã chơi game khác. Mình chơi game đua xe nào. Game vào khá là nhanh. Mình cũng thoát game ra chế thử trong game khác rồi. Như bạn thấy thì mình quay trở lại với Temple Run thì mình game vẫn không phải đốt lại, mình vẫn có thể tiếp tục chơi tiếp. Giờ thì mình sẽ sử dụng ứng dụng AnTuTu Benchmark. Số điểm mình nhận được là 58.000 điểm, như thế này là một số điểm cực kỳ cao. Đi sâu hơn vào chi tiết thì chúng ta có thể thấy được số điểm GPU cho đồ họa 3D là hơn 24.000 điểm. Vậy thì có lẽ là không quá khó lý giải khi mà những cái game rất là nặng như là Temple Run hay là Asphalt thì iPhone 6S cũng load rất là nhanh. Đồng thời thì chúng ta có thể thấy được là bộ nhớ khả dụng của máy là 12GB, còn RAM là 2GB. Đây là một cấu hình rất mạnh và có lẽ là em iPhone 6S này sẽ không ngán ngẩm bất kỳ ứng dụng nặng nào. Một tính năng khác rất hay ho nữa của iPhone 6S chính là 3D Touch. Nếu như mình nhấn mạnh vào một ứng dụng như thế này thì có một cửa sổ sẽ hiện ra để mình tha hồ lựa chọn, ví dụ như là chọn vào hộp thư đến này. Mình mở một cái mail và kéo lên thì lại có một cửa sổ nữa hiện ra. Chúng ta có thể thực hiện bất kỳ thao tác xử lý nhanh nào. Bây giờ mình ấn vào một lần nữa và ấn thêm một lần nữa mạnh hơn thì cửa sổ sẽ hiện ra để có thể đọc toàn bộ các hình ảnh hay là những cái thông tin rõ hơn nữa. Một trong những ứng dụng được nâng cấp ở iPhone ở hệ điều hành iOS 9 chính là Siri. Có lẽ là không cần phải nói nhiều về Siri nữa thì chẳng ai có thể phủ nhận mức độ thông minh của phần mềm này. Với mình cảm nhận thì Siri chạy trên iPhone 6S khá là nhạy hơn rất nhiều so với iPhone 6 và 6 Plus. Ví dụ như bây giờ mình sẽ thử sử dụng ngay. Hey Siri! Open Facebook! Các bạn có thể thấy Siri rất là nhạy đúng không? Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ rằng nếu như mà sử dụng Siri thì chúng ta phải ở trong một cái không gian khá là im lặng và nói chung là mình phải nói to một chút, không thì cô bé sẽ không nhận được đâu. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang đánh giá camera của iPhone 6S. Máy có cam chính là 12MP, cam phụ là 5MP. So sánh với iPhone 6 thì cam chính 8MP và cam phụ 1.2MP thì đây đúng là một cải biến đáng kể. Máy chụp ảnh khá đẹp, màu sáng, rõ nét. iPhone 6S thì vẫn có một số tính năng như là chỉnh các hiệu ứng màu chẳng hạn, tính năng chụp HDR hay là hẹn giờ nữa. Đây là một cái ảnh khi mà mình sử dụng cam đằng sau. Các bạn thấy thì zoom lên rất là nét và rất là đẹp. Còn đây là ảnh khi mà mình sử dụng chế độ selfie. Mình thích để ảnh thường hơn, sau này chỉnh màu sau. Một điểm mới của iPhone 6S đó chính là khi mà sử dụng cam trước thì chúng ta cũng có thể sử dụng flash chẳng hạn.
Ví dụ như thế này, mình đang bật flash. Khi đấy thì màn hình Retina của iPhone sẽ tự động sáng lên làm flash để chúng ta tục chụp ảnh. Đó. Nhưng mình ghét chụp flash ấy. Ở iPhone 6S thì Apple đã trang bị tính năng chụp ảnh live, giúp chúng ta có thể chụp những bức ảnh mà khi chạm vào chúng sẽ trở thành một đoạn phim dài khoảng 3 giây. Đây chính là phím chụp ảnh live. Đây là tắt đi, bật lên, phím nằm giữa HDR và bật ảnh chụp ảnh hiện giờ. Ví dụ như thế này, đây là bức hình mà mình đã thu được. Cho dù mình có không chụp được giọt nước đang rơi thì khi mà ấn vào, mình vẫn có thể hoàn toàn có đoạn phim dài tầm 3 giây về giọt nước này. Rất hay ho đúng không? iPhone 6S thì có tiêu chuẩn quay phim cao nhất lên đến 4K tại 30 khung hình một giây. Đánh giá của mình là khi quay video thì hình ảnh đẹp, chống rung, thế nhưng mà hơi tốn dung lượng. Kể nói chung là về camera thì đối với một đứa con gái thích selfie như mình thì camera khá là ok, chụp ảnh đẹp. Mỗi tội là quay phim tốn dung lượng một tí. Các tín đồ của quả táo cắn dở khá là lo lắng khi nghe nói rằng nhà sản xuất sẽ giảm dung lượng pin của máy. Nếu như iPhone 6 có dung lượng là 1810mAh thì ở iPhone 6S dung lượng pin chỉ còn 1700mAh. Thời gian chờ của máy lên đến 10 ngày, ít hơn một xíu so với iPhone 6 là 10,4 ngày. Tuy vậy thì trong quá trình sử dụng, mình vẫn có thể nói rằng máy vẫn chạy tốt và không hao pin nhiều lắm. Vì thế mà bạn có lẽ là sẽ không phải lo lắng tí nào về pin khi sử dụng iPhone 6S đâu. Đặc biệt là hệ điều hành iOS 9 còn có tính năng tiết kiệm pin nữa. Ví dụ như mình bật như thế này này, nếu mà mình bật chế độ nguồn điện thấp lên thì các tính năng như là nạp thư hay là Hey Siri, một số ứng dụng chạy nền hay là một số hiệu ứng hình ảnh sẽ được giảm xuống hoặc tắt. Vừa rồi là một vài đánh giá về iPhone 6S. Nếu để riêng iPhone 6S ra thì mình nghĩ đây là một chiếc điện thoại đẹp, nhiều tính năng hay ho, chụp ảnh rất là ảo, nhất là đối với những bạn nữ thích selfie như mình. Tuy vậy thì nếu để nâng cấp từ chiếc iPhone 6 lên iPhone 6S tại thời điểm này thì chắc chắn là sẽ rất tốn kém đấy. Cảm ơn các bạn đã xem clip, mình là Quế Anh. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Hà Mobile nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn lần sau.